Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Jesu Kitô. Việt Catholic xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người Chúa thương. Kính thưa quý vị và anh chị em, đêm nay, ngày 24 tháng 12, đêm Hồng Phúc mừng ngôi hai con Chúa giáng trần. Việt Catholic xin kính chúc quý vị một mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc. Sau đây, xin quý vị và anh chị em cùng hiệp dâng thánh lễ đêm Giáng sinh với Linh Mục Chủ Tế. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Chúa cùng anh chị em và ở cùng cha. Bài ca mà ca đoàn vừa mới sướng lên mời gọi chúng ta đến để tôn thờ ngôi hai giáng trần trong cái cảnh đơn nghèo. Chúa đến như một món quà mà Thiên Chúa Cha tặng ban cho chúng ta. Chúa đến để mang an hòa, nhưng ngày hôm nay, tại chính phần đất mà Chúa sinh ra hơn 2.000 năm trước, đang có những chiến tranh, rồi chiến tranh bùng nổ ở Ukraine, ở các nơi, rất là nhiều nơi trên thế giới này. Và
khi ngay cả nhìn vào lòng của chúng ta trong gia đình, trong cộng đoàn, nó cũng có những cái hục hặc. Cho nên trong đêm hôm nay chúng ta với tất cả tấm lòng thành đến để ngợi ca Chúa vì món quà mà ngôi hai giáng trần đã đem lại cho chúng ta. Đặc biệt chúng ta tha thiết cầu xin Chúa ban hòa bình cho thế giới chúng ta đang sống, đặc biệt tại các phần đất đang có những cái cuộc chiến xảy ra. Trong tâm tư đó chúng ta cùng cầu nguyện cho nhau và đặc biệt hiệp thông với tất cả các gia đình cùng quý vị trên khắp năm châu gửi về để hiệp thông thánh lễ này, để xin Chúa ban bình an, để xin Chúa đón nhận những người thân yêu đã ra đi trước chúng ta vào trong vương quốc an bình của Chúa, để Chúa ban hòa bình và đặc biệt ban những cái hồng ân cho những người mà chúng ta đã gửi thiệp để chúc mừng và để tạ ơn Chúa và tạ ơn lẫn nhau. Giờ đây chúng ta cùng với ca đoàn hát lời kinh thương xót để xin Chúa thứ tha tất cả những khiếm khuyết lỗi lầm chúng ta, để chúng ta xứng đáng cử hành lễ Giáng sinh của Chúa trong đêm cực thánh này. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời. Và bình an dưới thế cho người thiện tâm. Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là vua trên trời, là Chúa cha toàn năng. Lạy con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Thiên Thiên Chúa, là Con Đấng Chúa Cha. Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Chúa xóa tội trần gian, xin nhận lời chúng con cầu thân. Chúa ngự bên hữu đời Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh. Chỉ có Chúa là Chúa. Chỉ có Chúa là Đấng tối cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. Amen. Chúng ta cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã sai Con Một, Chúa là nguồn ánh sáng thật đến soi chiếu trần gian, làm cho đêm cực thánh này bừng lên rực rỡ. Xin cho chúng con ngày nay ở dưới thế được mầu nhiệm Giáng sinh soi dẫn, mai sau cũng được cùng Con Một Chúa hưởng vinh phúc trên trời. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trí cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Bài trích sách ngôn sứ Isaiah.
đoàn dân đang lần bước giữa tối tăm đã thấy một ánh sáng huy hoàng. Đám người sống trong vùng bóng tối nay được ánh sáng bừng lên chiếu rọi. Chúa đã ban cho họ chứa chan niềm hoan hỷ, đã tăng thêm nỗi vui mừng. Họ mừng vui trước nhan ngài, như thiên hạ mừng vui trong mùa gặt, như người ta hỷ hoan khi chia nhau chiến lợi phẩm. Vì cái ách đè lên cổ dân, cây gậy đập xuống vai họ, và ngọn roi của kẻ hà hiếp, ngài đều bẻ gãy như trong ngày chiến thắng quân Madian. Vì mọi giày lính nện xuống rần rần, và mọi áo choàng đẫm máu sẽ bị đem thiêu làm mồi cho lửa. Vì một trẻ thơ đã chào đời để cứu ta, một người con đã được ban tặng cho ta. Người gánh vác quyền bính trên vai, danh hiệu của người là cố vấn kỳ diệu, thần linh dũng mãnh, người cha muôn thuở, thủ lãnh hòa bình. Người sẽ mở rộng quyền bính và lập nền hòa bình vô tận cho ngai vàng và vương quốc của vua David. Người sẽ làm cho vương quốc được kiên cố vững bền trên nền tảng chính trực công minh, từ nay cho đến mãi muôn đời. Vì yêu thương nồng nhiệt, Đức Chúa các đạo binh sẽ thực hiện điều đó. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa. Đáp ca xin cộng đoàn cùng hát. Cho chúng ta, người là Đấng Kitô, là Đấng Chúa. Hôm nay Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho chúng ta, người là Đấng Kitô, là Đấng Chúa. Hát lên mừng Chúa một bài ca mới, hát lên mừng Chúa toàn thế địa cầu, hát lên mừng Chúa chung tụng thánh danh. Hôm nay Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho chúng ta, người là Đấng Kitô, là Đấng Chúa. Bao cho mọi dân người thật vinh hiển, ơn cứu độ Chúa ban xuống muôn người, các dân đều thấy sự nghiệp tay người. Hôm nay Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho chúng ta, người là Đấng Kitô, là Đấng Chúa. Đất hay nhảy múa, tầng trời vui lên, biển khơi gầm vang cùng muôn hải vật, trái hoa đồng lúa nào cùng hoan hỷ. Hôm nay Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho chúng ta, người là Đấng Kitô, là Đấng Chúa. Hãy reo mừng Chúa vì người ngự đến, xen giữa ngàn dân đường lối công bình, xen giữa vạn quốc thật là chính trực. Hôm nay Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho chúng ta,
Đấng Kitô là Đấng Chúa. Bài trích thư của Thánh Phaolô tông đồ gửi ông Tito. Anh thân mến, ân sủng của Thiên Chúa đã được biểu lộ, đem ơn cứu độ đến cho mọi người. Ân sủng đó dạy chúng ta phải từ bỏ lối sống vô luân và những đam mê trần tục mà sống chừng mực, công chính và đạo đức ở thế gian này. Sở dĩ như vậy là vì chúng ta trông chờ ngày hồng phúc vẫn hằng mong đợi, ngày Đức Kitô Giêsu là Thiên Chúa vĩ đại và là Đấng cứu độ chúng ta xuất hiện vinh quang, vì chúng ta người đã tự hiến để cứu chuộc chúng ta cho thoát khỏi mọi điều bất chính và để thanh luyện chúng ta, khiến chúng ta thành dân riêng của người, một dân hăng say làm việc thiện. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa. Hallelujah, 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 hallelujah. Này tôi bao cho anh em một tin mừng trong đai. Hôm nay Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho chúng ta. Người là Đấng Kitô, là Đức Chúa. Alleluia, 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 Alleluia. Chúa cùng anh chị em và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Thời ấy hoàng đế Augusto ra chiếu chỉ để truyền kiểm tra dân số trong khắp cả thiên hạ. Đây là cuộc kiểm tra đầu tiên được thực hiện thời ông Quirino làm tổng trấn xứ Syria. Ai nấy đều phải về thành của mình mà khai tên tuổi. Bởi thế ông Giuse cũng cùng từ thành Nazareth miền Galilee lên thành vua David gọi là Bethlehem miền Jude, vì ông thuộc gia đình và dòng tộc vua David. Ông lên đó khai tên cùng với bà Maria là người đã thành hôn với ông. Lúc ấy bà đang có thai. Khi hai người đang ở đó thì bà Maria đã tới ngày mãn nguyệt khai hoa. Bà sinh con trai đầu lòng, lấy tã bọc con rồi đặt nằm trong máng cỏ, vì hai ông bà không tìm được chỗ trong nhà trọ. Trong vùng ấy có những người chăn chiên sống ngoài đồng và thức đêm canh giữ đàn vật. Bỗng sứ thần đứng bên họ và vinh quang của Chúa chiếu tỏa chung quanh khiến họ sợ hãi kinh hoàng. Nhưng sứ thần bảo họ, anh em đừng sợ. Này tôi loan báo cho anh em một tin mừng trọng đại, cũng sẽ là niềm vui cho toàn dân. Hôm nay một Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho anh em trong thành vua David. Người là Đấng Kitô, là Đức Chúa. Anh em cứ giấu này mà nhận ra người, anh em sẽ gặp thấy một trẻ sơ sinh bọc trong tã nằm trong máng cỏ. Bỗng có đạo binh thiên thần đông đảo hợp với sứ thần cất tiếng ca tụng Thiên Chúa rằng: vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho loài người Chúa thương. Tin mừng của Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Thưa ông bà anh chị em, chắc chắn trong ngày Giáng sinh hoặc ở trong đêm Giáng sinh hoặc ở trong mùa Giáng sinh này,
chúng ta nhận được nhiều món quà. Món quà của cha mẹ, món quà của vợ chồng, món quà của con cái dâng tặng cho cha mẹ của mình. Không biết là cái tục lệ mà tặng quà cho nhau nó phát xuất từ khi nào và từ thuở nào, nhưng đây là một cái nét đẹp nhân văn, là cái chiếc cầu nối tình yêu thương, liên đới hiệp thông giữa con người với nhau. Bất luận dưới lớp vỏ bọc nào, quà tặng cũng vẫn là làm cho trái tim con người chạm vào nhau, tạo nên cái rung động như những gợi sóng nhấp nhô, dàn trải, bất tận, đến nỗi không ai có thể diễn tả nó một cách minh bạch bằng ngôn ngữ của đời thường. Trong cái Thế chiến thứ nhất, đêm Giáng sinh và ngày Giáng sinh cũng là thời điểm bày tỏ yêu thương, đình chiến. Trong cái đêm Giáng sinh, những người lính dù là thù địch với nhau, nhưng họ đã hát vang lên những cái bài thánh ca, rồi họ lên khỏi cái chiến hào và trao tặng cho nhau những cái món quà đơn sơ giữa chiến trận. Đó là điếu thuốc, đó là cái ôm hôn, đó là một ngụm rượu, hoặc là đặc biệt là những cái ôm chúc bình an cho nhau. Quà tặng thật đúng là cái con đường đưa chúng ta vào huyền nhiệm của tình yêu và lòng thương xót, với muôn vàn kỳ diệu và êm ái ngọt ngào. Vào dịp lễ Giáng sinh, không biết bao nhiêu người đã tặng, đã nhận quà, và cũng có ngàn ấy điều kỳ diệu phát sinh từ những nghĩa cử cao đẹp đó. Thưa anh chị em, cái món quà quý hóa nhất từ trời chính là Chúa Cha đã ban tặng cho chúng ta người con yêu quý của Ngài. Lễ Noel hoặc là Christmas, lễ Giáng sinh là cách gọi tên nhằm diễn tả một thực tại: Thiên Chúa làm người ở cùng chúng ta. Thiên Chúa làm người để con người được làm con của Thiên Chúa. Vì vậy chúng ta có thể gọi lễ Giáng sinh là cái quà tặng của lòng thương xót của Chúa Cha. Qua các cái bài đọc của đêm nay đã điểm nhấn là hài nhi Giê-xu vừa được sinh ra là món quà tặng của lòng thương xót người đến trong cõi đời này vì ông bà anh chị em, vì chính tôi, vì hạnh phúc và vì sự sống của trần gian. Bất cứ ai trong cái tình cảnh của đoạn trường lại không ngập ngùi vui sướng khi nghe cái bài tin mừng liên quan đến vận mệnh, sự sống của họ. Dân tộc bước đi trong tăm tối đã nhìn thấy ánh sáng rạng ngời, ánh sáng bừng lên chiếu soi người cư ngụ trong thâm u của sự chết. Chúa đã rút lại cái án phạt để tặng ban ân sủng gấp nhiều lần của tội lỗi chúng ta. Chúa đã hủy diệt chiến tranh bằng cách bẻ gãy gông cùm, đốt sạch những quân trang, quân dụng phục vụ chiến tranh, đúc gươm đao thành cuốc thành cày, rèn giáo mác nên niềm nên hái, như trong bài đọc của sách Tiên tri Giê-sa-ia đã diễn tả. Vì lẽ đó, một hài nhi chào đời, một người con được ban tặng cho chúng ta, người lãnh nhận quyền bính, dẫn dắt muôn dân trong công bình chính trực, nghĩa là trong tình yêu và lòng thương xót vô biên, từ bây giờ cho đến muôn đời. Cái điều kỳ diệu và kỳ thú ấy là trẻ nhỏ sinh ra không phải làm kinh thiên động địa, cũng chẳng làm cho ngưng động thời gian, mà là một trẻ em dễ gần, dễ mến, dễ thương, hết sức đơn sơ, nghèo khó, bọc trong khăn và nằm trong máng cỏ, giữa một cái môi trường tự nhiên trong lành, hang đá, không hề biết đến khói bụi, rác thải và ô nhiễm của môi trường.
Ai cũng có thể gặp được bé yêu Giê-xu, miễn là họ có lòng thiện tâm. Bài tin mừng đã ghi đậm một cái nét chi tiết đơn sơ nhưng đủ để diễn tả cái căn tính của bé thơ này. Hài nhi Giáng sinh đặt nằm trong máng cỏ. Máng cỏ là cái chứa đồ ăn và thức uống của gia súc. Trẻ thơ Giê-xu đã được nằm trong máng cỏ, ngụ ý nói rằng cuộc đời và đến cả máu thịt của người sẽ trở thành lương thực cho chúng ta, cho toàn dân. Thịt ta thật là của ăn, máu ta thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu ta thì có sự sống đời đời. Nếu trẻ thơ Giê-xu là quà tặng của lòng thương xót của Thiên Chúa Cha, thì tôi thiết nghĩ rằng không ai trên đời này phải sợ khi được loan báo tin vui về Ngài. Hãy mở cửa cho Ngài vào nhà của chúng ta và chúng ta sẽ thấy muôn điều thiện hảo. Anh em đừng sợ, ta loan báo cho anh em một tin trọng đại, cũng là tin vui mừng cho toàn dân. Hôm nay Đấng Cứu Thế đã sinh ra cho anh em, Người là Đức Kitô, là Cứu Chúa của chúng ta. Trong cái tâm tình cảm tạ và yêu thương, giờ đây chúng ta cùng tuyên xưng niềm tin của chúng ta. Tôi tin kinh một Thiên Chúa, là Cha toàn năng, Đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giê-xu Ki-tô, Con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng ban thể với Đức Chúa Cha, nhờ Người mà muôn vật được tạo thành. Đời loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, Người đã từ trời xuống thế bởi phép Đức Chúa Thánh Thần. Người đã nhập thế trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người. Người chịu đóng đanh vào thập giá vì chúng ta. Thời quan phong Siêu Phi La Tô, ngày chịu cố hình và mai thao, ngày thứ ba Người sống lại như lời Thánh Kinh. Người lên trời, Người bên yêu đời Chúa Cha, và Người sẽ lại đến trong vinh quang, để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước Người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là Đấng ban sự sống. Người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra. Người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh Duy Nhân, Thánh Thiền, Công Giáo và Tông Truyền. Tôi tin xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời thề chết sống lại và sự sống đời sau. Amen. Anh chị em thân mến, trong niềm hân hoan mừng Con Thiên Chúa xuống thế làm người, chúng ta cùng dâng lên Thiên Chúa những ước nguyện của chúng ta. Tôi báo cho anh em một tin mừng trọng đại, cũng là niềm vui cho toàn dân. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho các vị mục tử trong Hội Thánh luôn dư tràn ơn phúc và hăng say giới thiệu ngôi lời nhập thể cho mọi nước, mọi dân. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Vinh danh Thiên Chúa trên trời,
bình an dưới thế cho người thiện tâm. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi người trên thế giới biết sống theo lương tâm ngay thẳng và chân thật, để mọi người được sống bình an. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Hôm nay, Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho anh em. Chúng ta cùng cầu xin Chúa ban cho chúng ta luôn ý thức rằng Chúa rất yêu thương ta và đã làm người vì ta, để mỗi người can đảm mở rộng lòng đón nhận ơn cứu độ của Thiên Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Mẹ Maria đã kêu mang và sinh ra Chúa Giêsu cho nhân loại. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho mỗi người trong chúng ta biết kêu mang Chúa trong tâm hồn, khi tha thiết thành tâm lắng nghe lời Chúa và rước Chúa Giêsu thánh thể. Nhờ đó, ơn cứu độ của Chúa được đến với anh chị em đồng loại. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa là Cha nhân lành vô cùng, cảm tạ Cha đã cho ngôi lời nhập thể. Xin Cha cho chúng con ơn quyết tâm sống theo gương Hài Nhi Giêsu, con yêu dấu của Cha, là sống đơn sơ, bé nhỏ, nghèo hèn, nhưng tràn đầy tình yêu của Đấng trao và chân thành, để mến, để đem niềm vui ơn cứu độ loan tỏa khắp mọi nơi. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Xin dâng lên một mùa Noel, một khúc ca đơn sơ êm đềm. Xin dâng lên đồng quê Bethlehem, Chúa làm người cứu độ trần gian. Xin dâng lên bài ca giáng thế, để chúng nhân hát cầu vinh danh, mầu nhiệm thay Đấng Cứu Độ đã giáng sinh trong cảnh khó nghèo. Bethlehem ánh sáng đưa con về bên, lễ vật tình yêu giáng sinh, chung tình nguyện xin kính dâng, Noel đem về cung ca tình yêu. Anh chị em ơi, cầu nguyện đây lễ vật của chúng ta được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận hy lễ bởi tay Cha, để ca tụng tôn vinh danh Chúa và mua ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người. Lạy Chúa, xin thương nhận của lễ chúng con dâng tiên trong đêm Giáng sinh này, và nhờ cuộc trao đổi kỳ diệu trong mầu nhiệm nhập thế, xin cho chúng con được nên giống Đức Kitô, là Đấng đã phối hợp nhân tình của chúng con với thiên tình của Chúa trong chính bản thân Người, Người hằng sống và hiến tri muôn đời. Amen. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng Cha. Hãy nâng tâm hồn lên. Chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Thật là chính đáng. Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc. Thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì nhờ mầu nhiệm ngôi lời nhập thế, một luồng sáng mới từ vinh quang Chúa chiếu rọi vào tâm trí chúng con, để khi nhận biết Thiên Chúa xuất hiện hữu hình, thì nhờ Người lôi cuốn, chúng con yêu mến Đấng vô hình. Vì thế cùng với các thiên thần và tông lãnh thiên thần, các bệ thần và quán thần, cùng toàn thể đạo binh thiên quốc, chúng con không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh quang Chúa rằng:
Thiên Chúa các đạo binh, trời đất đầy vinh quang Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúc tụng đấng ngự đến nhân danh Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời. Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiên. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thế thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vinh cứu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa cứu thế, Chúa đã dùng thánh giá và sự phục sinh của Chúa để giải thoát chúng con. Xin cứu độ chúng con. Vì vậy lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con cái thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong Đức Mên, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, các Đức Giám Mục giao phận chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại. Đặc biệt trong đêm cực thánh này, chúng ta nhớ tới tất cả những người thân yêu đã ra đi trước chúng ta, các linh hồn trong ngày lễ giỗ của dịp này được Đức Kitô nguồn sống đem lại vinh quang và đưa đón họ vào trong vinh quang của nước Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con cũng được đồng hương sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, các thánh tông đồ, các thánh tử đạo Việt Nam đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hiệp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Giờ đây trong tâm tình cảm tạ tri ân về món quà của Đức Kitô, món quà của Thiên Chúa Cha tặng ban cho chúng ta cùng nâng đôi tay đọc kinh chính Đức Kitô dạy chúng ta. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ con ở chúng con. Xin Cha để chúng con xa chưa cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Lạy Cha, xin giải cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an, nhờ Cha rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn.
đang khi chúng con đợi chờ niềm hy vọng hồng phúc ngày trở lại của Đức Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con ngự đến. Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã trỗi lại cho các tông đồ. Thầy đã lại bình an cho chúng con. Thầy ban phúc bình an của Thầy cho chúng con. Xin Chúa đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho giáo hội, quê hương thân yêu chúng con. Thế giới chúng con đang sống được mọi sự bình an và hiệp nhất, được hòa bình mà chính Chúa đem lại cho thế giới chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Và bình an của Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Và chúng ta trao chúc bình an của Đức Kitô cho nhau. Lạy chi em Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy tri ân Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy tri ân Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con. Đây chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, hạnh phúc thay chúng ta những người được mời gọi đến dự tiệc chiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đang chưa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Xin bình máu Đức Kitô gìn giữ chúng con sống đời đời. Lạy Chúa Giêsu, con tin rằng Chúa hiện diện trong bí tích thánh thể. Con yêu Chúa trên hết mọi sự và con ao ước được rước Chúa vào lòng con, bởi vì giờ đây con không thể rước Chúa qua bí tích thánh thể. Xin hãy đến ngự trong tim con cách thiêng liêng. Xin cho con ôm lấy Chúa vào lòng con như Chúa đã ở trong con và hoàn toàn kết hợp với con. Xin đừng bao giờ để con tách rời khỏi Chúa. Amen. Chiều buông sương xuống đêm lạnh thêm ê chề, trần gian đắm say giấc ngủ mê. Hào quang soi chiếu khắp miền quê tư bề, này Chúa Giáng sinh giữ lời thề. Hàng Bethlehem môn trời đầy băng giá, Chúa cứu thế đã hạ sinh, cho nhân gian đường hạnh phúc thiên đình, vì người cứu rỗi ban an bình. Tình cha thiên ôi tình cha vô ngần, hạ sinh chốn xưa nơi cùng thân. Vì yêu nhân thế đang lầm than cơ bần, nay Chúa đỡ nợ
rằng Chúa ở gần. Hàng Bethlehem một trời đầy băng giá, Chúa cứu thế đã sinh, cho nhân gian được hạnh phúc thiên đình, vì người cứu rỗi ban an bình. Quỳ đây chiêm ngắm hào quang vua trời, niềm tin sắt son không hề vơi. Dù bao giông tố bao tà tơi cõi đời, còn mãi kính tin Chúa không ngơi. Hàng Bethlehem một trời đầy băng giá, Chúa cho nhân gian được hạnh phúc thiên đình, vì người cứu rỗi ban an bình. Chúng ta cầu nguyện. Lạy Chúa, cộng đoàn chúng con vừa được cử hành vui mừng cử hành lễ sinh nhật Đấng Cứu Độ trần gian, xin cho chúng con biết đem cả cuộc đời hiện tại làm chứng rằng người đã đến, hầu mai sau được cùng người hưởng phúc vinh quang, người hằng sống và hiến tri cùng Chúa đến muôn thua muôn đời. Amen. Trước khi kết thúc thánh lễ này, xin được đại diện cho Việt Catholic, ban đặc biệt ban giám đốc, để chân thành cầu chúc quý Đức Hồng Y, quý Đức Tổng Giám mục, quý bề trên, quý linh mục tu sĩ và toàn thể quý vị một lễ Giáng sinh an bình, được nhiều hồng ân của lòng thương xót Chúa và một năm mới an bình, không còn chiến tranh tị hiềm mà chỉ có tình yêu của một Thiên Chúa ngự trị. Và cũng nhân dịp này chân thành cảm ơn đặc biệt anh Nguyễn Ngọc Trúc, mặc dù đi vắng làm việc ở xa nhưng mà luôn luôn liên hệ để thánh lễ này được diễn ra, và anh Quốc Dũng đã thay thế anh Trúc để liên hệ cho thánh lễ này được diễn ra một cách tốt đẹp. Cảm ơn tất cả những quý vị đã giúp về phụng vụ. Bé Harry luôn luôn giúp lễ cho các thánh lễ của Việt Catholic. Đặc biệt cảm ơn anh Sơn, anh Dũng là những người anh hùng, là những người đánh đàn, và đặc biệt là Đình Trinh đã quy tụ các ca sĩ để chọn các bài hát. Như hôm nay Phương Thảo dù ở Sydney cũng về đây để hát lễ Giáng sinh này cùng với Sương, với anh Dũng, với Hằng, và đặc biệt là chúng ta có thầy Đạt và anh Đức là phụ trách về kỹ thuật. Cho nên là nhờ những cái nỗ lực cố gắng đó mà các thánh lễ được thực hiện và gửi tới tất cả quý vị. Chúng tôi cũng chân thành để cảm ơn quý vị đã hỗ trợ thánh lễ này rất là nhiều, cái con số vào để thông dự thánh lễ, đặc biệt những người ốm đau và bệnh tật, cũng như quý vị đã gửi những ý lễ về để hiệp thông thánh lễ, và cũng có lâu lâu cũng có những quý vị gửi một chút quà về cho cái nhóm thực hiện thánh lễ này. Nên là trong cái bầu khí yêu thương, chúng tôi chân thành để cảm ơn tất cả. Và qua phép lành này, xin Chúa chúc lành cho chúng ta. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Xin Thiên Chúa toàn năng là Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần ban phép lành và lại trên chúng ta luôn mãi. Amen. Chúng ta chúc tụng tình yêu Chúa. Ta
Tạ ơn Chúa. Đêm nay Noel về, hồn ơi lắng tai nghe, đàn muôn cung reo rộn, rộn ràng tiếng chuông vang. Đêm nay Noel về, hồn ơi ngước lên xem, ngàn sao đêm lấp lánh, rộn ràng khắp thiên cung. Ôi Noel, Noel, đêm trời nhiệm màu cung nhạc an hòa. Ôi Noel, Noel, đêm trời nhiệm màu lời thơ kinh mến. Ôi đêm đông linh thiêng, Chúa trời làm người, đấng trời giao hòa. Ôi đêm đông linh thiêng, Chúa trời làm người vì một lòng yêu. Đêm nay Noel về, hồn ơi hãy vui lên, hầm câu ca tiếng hát, hầm lòng với thiên chiều. Đêm nay Noel về, người ơi hãy vui lên, bình an cho nhân thế, người người sống tin yêu. Ôi Noel, Noel, đêm trời nhiệm màu cùng nhạc an hòa. Ôi Noel, Noel, đêm trời nhiệm màu lời thơ kinh mến. Ôi đêm đông linh thiêng, Chúa trời làm người, đất trời giao hòa. Ôi đêm đông linh thiêng, Chúa trời làm người vì một lòng yêu. Chúng con trông cậy ra Thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ che chớ bỏ lời chúng con nguyện. Trong cơn gian nan thiếu thốn, Đức Nữ Đồng Trinh hiện vinh sáng lang. Hằng chữa chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Lạy ra Thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu, thương xót chúng con. Lạy Trái Tim Cực Thanh Cực Tịnh ra Thánh Đức Bà Maria, cầu cho chúng con. Lạy ông Thánh Giuse là bạn thanh sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, cầu cho chúng con. Lạy các thánh tử đạo Việt Nam, cầu cho chúng con. Nữ vương ban sự bằng an, cầu cho chúng con. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị và anh chị em giúp phổ biến rộng rãi chương trình thánh lễ này đến với những người đau yếu, những người ở xa các cộng đoàn Việt Nam và những ai trong hoàn cảnh không thể đến tham dự thánh lễ ngày Chúa Nhật và lễ trọng. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và anh chị em trong lần phát hình tới. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.